Xin cho phép chúng tôi gửi những lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất đến các vị khách quý, quý vị khán giả đang cùng có mặt để tham dự trực tiếp sự kiện thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024 và quý vị khán giả đang cùng theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình sự kiện đặc biệt buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tôi là Nhật Trường và đứng bên cạnh tôi đây là một người bạn dẫn đầy tài năng và xinh đẹp. Xin được giới thiệu MC Giáng Ngọc. Ladies and gentlemen, it's with great pleasure I get to extend the warmest greeting to all of you joining us at the closing night at the first International Film Festival in Ho Chi Minh City in 2024. The best greeting for those gracing the red carpet tonight. My name is Giáng Ngọc and this is my co-host, Mr. Nhật Trường. It's our great pleasure to be the host of the red carpet tonight. Và quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đang cùng đi đến những giây phút cuối của một hành trình phải nói là rất đẹp, rất tuyệt vời với Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024 HIFF. Và trong tuần lễ của Liên hoan phim thì chúng ta cũng đã có rất nhiều những sự chào đón vinh dự đến từ các vị nhà làm phim, nhà sản xuất phim, các vị đạo diễn và các nhà biên kịch, các anh chị diễn viên, các nghệ sĩ của chúng ta và các chuyên gia trong ngành điện ảnh đến từ trong nước lẫn quốc tế đã tham dự sự kiện. Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những sự kiện được diễn ra thành công, những buổi chiếu phim đầy ý nghĩa, những buổi tọa đàm. Và đó là những niềm vui, những niềm vinh dự rất lớn của chúng tôi khi được nói về HIFF năm 2024. Ladies and gentlemen, it's with great honor that we find ourselves at the final moments of HIFF, the first international film festival in Ho Chi Minh City in Vietnam. And throughout a week of HIFF, we have had privilege of welcoming numerous filmmakers, directors, producers, screenwriters, actors and actresses, and industry experts from Vietnam and abroad. Many successful events have been organized. Meaningful film screening have been occurred and insightful panel discussion conducted. And now it's time for us to welcome those who have greatly contributed to the success of the first HIFF. Và không biết là ngay lúc này quý vị có đã sẵn sàng với chúng tôi để chúng ta cùng nhau đón chào những người đã làm nên thành công của Liên hoan phim năm nay được không ạ? Xuất hiện ngay trên thảm đỏ này. Quý vị có sẵn sàng chưa ạ? And now, please clap your hand for inviting the first guest of the red carpet of the first International Film Festival in Ho Chi Minh City in Vietnam 2024. Và kính thưa quý vị khán giả, xuất hiện ngay trên thảm đỏ của chúng ta ngay lúc này sẽ được chào đón Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022, Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu. Please welcome Miss Cosmo Vietnam 2022, Miss Nguyễn Thị Ngọc Châu. Thảm đỏ của HIFF năm 2024, chúng tôi xin được giới thiệu bà Claire Cueva Latremont, nhà sản xuất phim. And please welcome producer Claire Cueva Latremont and Tipok Brock. Please welcome Mr. Tipok Brock. Và xin được giới thiệu ông Tipok Brock, giám khảo hạng mục chợ dự án phim. The jury of Project Market. And right now, in our HIFF closing night red carpet, please welcome Miss Matilda, director. Xin được giới thiệu xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta là bà Matilda, đạo diễn, hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện ngắn giải thưởng phim ngắn xuất sắc nhất. And now, please welcome Mr. Anwar Haidi, representative of IQ Rock Film Commercial Project in the project market. Xin được giới thiệu đó chính là ông Anwar Haidi thuộc dự án chợ dự án phim IQ Rock.
Các khách mời của chúng ta đang cùng lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ. Hãy cùng dành cho họ những tràng pháo tay và cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp này trong thảm đỏ cùng bế mạc liên hoan phim, thưa quý vị. And now please welcome director Film Valley, Mr. Manoj Akshinde. Và sẽ cùng xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta ngay giây phút này sẽ được chào đón biên kịch, nhà sản xuất ông Takuma Takasaki và nhà sản xuất phim ông Kota Yabana. And right now in our red carpet, please welcome screenwriter, producer Mr. Takuma Takasaki and producer of film Mr. Kota Yabana. Và tiếp theo xin được giới thiệu giám đốc nghệ thuật liên hoan phim Hawaii, ông Anderson Lee. And please welcome Mr. Anderson Lee. And Mr. Nguyễn Võ Nghiêm Minh, director member of the jury panel of the feature film category for the Golden Star Award. Và chúng tôi cũng xin được chào đón ông Nguyễn Võ Nghiêm Minh, đạo diễn, thành viên hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện dài giải thưởng Ngôi Sao Vàng. And now please put your hands together for Mr. Samuel Vincent Stralage, producer of film Waiting for the Light to Change. Hãy xin được giới thiệu đến quý vị sự xuất hiện của Mr. Samuel Vincent Stralage, nhà sản xuất phim Waiting for the Light to Change. Clap your hand from Miss Sherry Ishira. Xin hãy cùng chào đón sự xuất hiện rất đặc biệt của Miss Sherry Ishira. And now please welcome Mr. Philip Minh Vang, director, screenwriter. Là một thành viên của hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện ngắn giải thưởng phim ngắn xuất sắc nhất, xin được giới thiệu ông Philip Minh Vàng, đạo diễn, biên kịch, nhà quay phim. And now it's our great honor to welcome Mr. Nguyễn Minh Bảo, producer and his mom. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Minh Bảo, nhà sản xuất phim, thành viên hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện dài giải thưởng Ngôi Sao Vàng sẽ cùng xuất hiện trên thảm đỏ cùng với mẹ của mình. Xin hãy cùng chào đón ạ. Và xin được giới thiệu, đang cùng chuẩn bị bước lên thảm đỏ của chúng ta, đó chính là ông Mao Chang Huang, nhà sản xuất phim, hội đồng giám khảo cho hạng mục chợ dự án phim khởi nghiệp. Please welcome producer Mao Chang Huang. Và cùng xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta, xin hãy cùng chào đón đoàn làm phim Wonderland, Miss Michelle Chang, Miss Chang Wallace và Mr. Alex Liu. And now please welcome Miss Wahuni Adibutri Hadi, actor, actress, producer, the member of jury panel of the feature film category for the Golden Star Award and her family. Xin được chào đón lên sân khấu của chúng ta là gia đình của nhà sản xuất phim và Wahuni Adibutri Hadi, thành viên của hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện dài giải thưởng Ngôi Sao Vàng, một sự xuất hiện phải nói rất đặc biệt của bà cùng với gia đình của mình. Hãy cùng dành cho họ một tràng pháo tay, thưa quý vị.
And now, please welcome Miss Sukiyo Share and her team. Miss Sukiyo Share is the director of Film Tenement. Xin được chào đón các thành viên của bộ phim Tenement và Miss Sukiyachi cùng với gia đình của mình, với các thành viên trong nhà đơn vị làm phim của chúng ta đang cùng xuất hiện trên thảm đỏ. And now it's our great honor to welcome the representative from Sony, Mr. Hiroyuki Tsukuno, the marketing director, Sony Electronics Vietnam Company. Xin được giới thiệu ông Hiroyuki Tsukuno, giám đốc marketing ngành hàng hình ảnh và di động Sony Electronics Vietnam Company. Thưa quý vị, ngay lúc này thì các nghệ sĩ và các vị khách quý đang cùng lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ để cùng ra mắt với chúng ta, và sau đó sẽ là di chuyển vào bên trong nhà hát thành phố để cùng đến với chương trình trao thưởng cũng như là bế mạc liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh HIFF năm 2024. Và kính thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều các biên kịch, nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên và tất cả những người đã đóng góp nên sự thành công của Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024. Và Nhã Ngọc hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả ở đây sẽ cùng nhiệt liệt đón chào và hoan nghênh sự xuất hiện của tất cả những nhân vật đặc biệt này. Và tiếp theo xin hãy cùng chào đón các vị khách quý của chúng ta. Không biết là ai sẽ xuất hiện trên thảm đỏ ngay lúc này đây ạ. Thưa quý vị, Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất HIFF do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, do Sở Văn hóa và Thể thao cùng phối hợp với Vietfest và một số đơn vị thực hiện đã được diễn ra vào ngày 6 tháng 4, và hôm nay sẽ là chương trình bế mạc của Liên hoan phim với rất nhiều những khoảnh khắc đáng được chờ mong. And now please welcome on our red carpet Mr. Chi Young Hoon, CEO Best 1MM Webtoon and Web Novel Contents Management Company Limited in Korea. Và tiếp theo sau đây xin hãy cùng chào đón bà Eugene Guzman cùng với mẹ của mình là đạo diễn phim Ever Seen và I Have Been Flying. And now please welcome Miss Aileen Guzman and her mom, the director of film Ever Seen, I Have Been Flying. Xin hãy cùng chào đón trên thảm đỏ của chúng ta, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, thưa quý vị. Wow, một sự xuất hiện rất lộng lẫy. Xin được chào đón nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã cùng xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta là một đại sứ truyền thông của Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Vô cùng rực rỡ và lộng lẫy trên thảm đỏ, thưa quý vị. Đại sứ truyền thông của HIFF lần thứ nhất đang tỏa sáng với những bước đi vô cùng rạng rỡ. Và một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh. And please welcome Miss Cosmo Vietnam 2023, Miss Bùi Xuân Hạnh. Và đây cũng là một đại sứ truyền thông cho HIFF lần đầu tiên của chúng ta.
And please welcome representatives from Better. Và ngay bây giờ hãy cùng chào đón một nam diễn viên mà mỗi khi anh ấy xuất hiện đều đốn tim rất nhiều fan của chúng ta. Xin hãy cùng chào đón diễn viên Hứa Vĩ Văn. Please welcome actor, ambassador of HIFF, Mr. Hứa Vĩ Văn. Và ngay bây giờ xin hãy cùng chào đón sự xuất hiện rất lộng lẫy của diễn viên Quỳnh Hoa. Please welcome actress Quỳnh Hoa. Và ngày hôm nay, nữ diễn viên Quỳnh Hoa của chúng ta xuất hiện trong một bộ dạng vô cùng quyến rũ, nhưng rất rực rỡ thưa quý vị. Và một lần nữa, hãy dành cho nữ diễn viên xinh đẹp của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn cho sự xuất hiện lộng lẫy của cô ấy. Xin hãy cùng chào đón đến hầm đỏ của chúng ta nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân và tác giả nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Một lần nữa xin được chào đón nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân và tác giả nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, là những người đã thường xuyên gắn bó với rất nhiều những tác phẩm điện ảnh và tác phẩm nghệ thuật đình đám của chúng ta. Xin được giới thiệu đến thảm đỏ của chúng ta là nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Dung và nghệ sĩ ưu tú Thanh Dậu. Xin hãy cùng chào đón hai vị nghệ sĩ của chúng ta cùng xuất hiện đến thảm đỏ của HIFF. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ hãy cùng chào đón trên thảm đỏ của HIFF nghệ sĩ nhân dân Minh Đức. Và tiếp theo xin hãy cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên. Ngày hôm nay phải nói là các nghệ sĩ của chúng ta ai cũng lựa chọn cho mình những bộ trang phục rất đặc biệt, rất lộng lẫy để cùng xuất hiện trong một sự kiện phải nói là đặc biệt không kém khi lần đầu tiên được diễn ra, đó chính là Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024. Vậy nên quý vị khán giả hãy cùng ghi lại thật nhiều những hình ảnh đẹp trong ngày hôm nay thưa quý vị. And now please welcome director Xuân Phượng. Chúng ta đang cùng được chào đón sự xuất hiện trên thảm đỏ của đạo diễn Xuân Phượng cùng với các thành viên trong ekip của mình. Cùng chào đón nghệ sĩ nhân dân Trà Giang.
Và ngay sau đây, xin quý vị hãy cùng chào đón trên sảnh đỏ của chúng ta Mr. Trần Quốc Bảo cùng các thành viên trong ekip của mình. Chúng tôi xin được giới thiệu trên thảm đỏ của chúng ta là chủ tịch danh dự của Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024, Mr. Kim Dong Ho. And please welcome Mr. Kim Dong Ho, the president of Ho Chi Minh City International Film Festival in 2024. And now, please welcome Mr. Trần Quốc Bảo and his equipe. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ trên thảm đỏ của chúng ta, đó chính là diễn viên Kiều Trinh, diễn viên Đỗ Kỳ Phong và Katie Minh Vy. Please welcome actress Kiều Trinh. And xin được giới thiệu diễn viên Kiều Trinh đại diện cho phim Mùa Lan Trâu. Sẽ được giới thiệu diễn viên Đỗ Kỳ Phong và diễn viên Katie Minh Vy. Sẽ được giới thiệu đến quý vị, hãy cùng chào đón diễn viên Katie Nguyễn. And now, please welcome actress Katie Nguyễn, ambassador of HIFF. And now, please welcome Mr. Đào Bá Sơn, National Artist Director. Xin được giới thiệu đến quý vị đang xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta, đó là Tiến sĩ Phạm Huy Quang, quyền hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện ngắn giải thưởng phim ngắn xuất sắc nhất. And please welcome Dr. Phạm Huy Quang, Dean of the Ho Chi Minh City University of Theater and Cinema, member of jury panel for the Short Film category for the Best Short Film Award. Và xin được giới thiệu một thành viên của hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện dài giải thưởng phim truyện đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc nhất. Xin được giới thiệu nhà sản xuất John
Badalu. Please welcome producer John Badalu, jury panel for the feature film category of the Best First or Second Film Award. Xin được giới thiệu một thành viên của đoàn phim B4S, diễn viên Kazakh. Please welcome actress Kazakh from B4S. And now, right here, in our red carpet of HIFF, please welcome Mr. Tom Cross, film editor, jury panel for the feature film category of the Best First or Second Film Award. Xin được giới thiệu ông Tom Cross, nhà dựng phim, hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện và giải thưởng phim truyện đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc nhất. Và cũng là một thành viên trong đoàn phim B4S, xin được giới thiệu diễn viên Michael Thái. And now please welcome actor Michael Thái from B4S. And please welcome on our red carpet a very special guest of HIFF. Xin hãy cùng chào đón, thưa quý vị, đó chính là đoàn đại biểu lãnh đạo Trung ương và quý vị khách quý đang cùng có mặt trên thảm đỏ. Xin được mời quý vị hãy cùng nán lại ít phút trên thảm đỏ của chúng tôi để cùng chuẩn bị đến với một phần trình diễn rất đặc biệt. Thưa quý vị, xin được kính mời các vị lãnh đạo đại diện cho đoàn lãnh đạo Trung ương và các vị khách quốc tế, chúng ta hãy cùng nán lại ít phút trên thảm đỏ và cùng hướng mắt về phía nhà hát thành phố, bởi vì trong tối ngày hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị một màn trình diễn rất đặc biệt để dành tặng đến quý vị cũng như là toàn thể các khán giả đang cùng đến với sự kiện bế mạc liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. We are delighted to welcome the Central Leadership Delegation, senior officers and diplomatic corps to attend the closing ceremony of the first International Film Festival in Ho Chi Minh City in 2024. And ladies and gentlemen, especially our delegates, please turn your attention toward the Opera House of the city. And tonight we have prepared a very special performance for you to enjoy during this memorable closing ceremony. Thank you.
cùng đón chào các vị khách quốc tế đã đến với đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng tôi, đến với những con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và mến khách. Xin mời các vị đại biểu sẽ cùng nán lại sân khấu để có thể chụp một tấm ảnh lưu niệm với chúng tôi trong khoảnh khắc rất đặc biệt này trên thảm đỏ. Mời quý vị sẽ cùng nán lại ít phút để chụp tấm ảnh lưu niệm với toàn thể đoàn lãnh đạo của chúng ta. And I would like to invite all the delegates and distinguished guests to remain on the red carpet for a photo together. Thank you. Yeah. And ladies and gentlemen, how wonderful indeed. Let's extend a warm welcome to our international guests who have come to visit our country. Welcome to Vietnam, the land of peace and hospitable people. And we hope you get to see how beautiful Vietnam is. Và trên sân khấu của chúng ta là các vị lãnh đạo trung ương, thành phố và ngoại giao đoàn đến tham dự lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024. Và xin được mời quý vị đại biểu và quý khách quý sẽ cùng tiến vào nhà hát thành phố để chuẩn bị đến với chương trình bế mạc. Và đoàn đại biểu lãnh đạo trung ương, thành phố do ông Nguyễn Minh Nhật, Bộ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024 dẫn đoàn. Ladies and gentlemen, now on the red carpet leading to the theater, we would like to welcome the Central Leadership Delegation led by Mr. Nguyễn Minh Nhật, Director General of Cultures and Art Department, Party Central Committee Commission for Information and Education, and Mr. Dương Anh Đức, Member of Ho Chi Minh City Party Committee, Vice Chairman of Ho Chi Minh City People's Committee, Chairman of Steering Committee of the First Ho Chi Minh City International Film Festival, HIFF 2024, Diplomatic and Consular Missions in Alphabetical Order, Consulate General of Belarus and his spouse, Consulate General of Hungary and his spouse, Consulate General of Italia and his spouse, Consulate General of Russia and his spouse, Consulate of Indonesia, Consulate of Laos. Và tiếp theo trên thảm đỏ của chúng ta, xin quý vị hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh. And please welcome Miss Lương Thùy Linh. Very gorgeous tonight, Miss World Vietnam Lương Thùy Linh. Và xin được chào đón nhà phê bình phim Nguyên Lê sẽ cùng xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta. Please welcome critic Nguyên Lê. And right now, on our red carpet, xin được giới thiệu tổng giám đốc công ty PHD và Minh Hạnh và diễn viên Hồng Ánh sẽ cùng xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta. Please welcome General Director of PHD Miss Minh Hạnh and Actress Producer Phạm Thị Hồng Ánh. Xin được giới thiệu đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh trở về Việt Nam trong khuôn khổ HIFF từ ngày 12 tháng 4 với các nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Mai Thu Huyền, nhà đồng sản xuất Jacqueline Liên Thu Thảo, diễn viên ca sĩ Maya, diễn viên ca sĩ Tracy Phương Trình. Xin được giới thiệu diễn viên Đức Tiến, diễn viên Mai Thu Trang, diễn viên Hạnh Lê. Và đây là ekip đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh. Ladies and gentlemen, from Frogo Flower, Đóa Hoa Mong Manh in HIFF, please welcome director producer Mai Thu Huyền, the co-producer Jacqueline Thu Thảo, actress and singer Maya, actress and singer Tracy Phương Trinh, actor Đức Tiến, actress Mai Thu Trang, actress Hạch Lê. Và xin được chào đón MC Vũ Mạnh Cường đang cùng xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta. And please welcome MC Vũ Mạnh Cường.
Và xin được giới thiệu nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Please welcome designer Sĩ Hoàng. And now please welcome actor Akari. Please welcome Miss Akari, very beautiful. Yeah, diễn viên Akari đã xuất hiện rất lộng lẫy trên thảm đỏ của chúng ta. Xin hãy cùng được chào đón sự xuất hiện rất đặc biệt và tôi tin là quý vị sẽ rất phấn khích. Xin được giới thiệu Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Please welcome Miss Red International Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Và xuất hiện trên thảm đỏ ngay lúc này, xin được giới thiệu nhà thiết kế Thái Công. And right now, please welcome interior designer Thái Công and Mr. Huy Trần. Vâng ạ, lần lượt là các khách mời, đặc biệt các nghệ sĩ của chúng tôi đang lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ, chuẩn bị đến với sự kiện bế mạc của liên hoan phim. Và ngay lúc này xin được mời nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, người mẫu, ca sĩ nhí, diễn viên nhí Huỳnh Tiểu My cùng với nhà thiết kế Tạ Linh Nhân sẽ xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta, thưa quý vị. And please welcome designer Tạ Linh Nhân, model, singer, actress Huỳnh Tiểu My. And please welcome Miss Lisa Soberano. Xin được giới thiệu bà Lisa Soberano, hội đồng giám khảo hạng mục phim truyền dài, giải thưởng phim truyền đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc nhất. Actress Lisa Soberano is the jury panel for the feature film category of the Best First or Second Film Award. Ladies and gentlemen, and right now on our red carpet of HIFF, please welcome Ms. Chani Shuo Yurong, Vice Chairman Imagine International, Mr. Edward Lee, and Mr. Sean Julek, CEO of Turk Cultural Content, member of the jury panel for the feature film category of the Golden Star Award. Xin được giới thiệu, các khách mời tiếp tục sẽ cùng sải bước trên thảm đỏ của chúng ta, thưa quý vị. And right now, please welcome the director of film holding, Miss Aya Kawazo. Xin được giới thiệu Miss Aya Kawazo, đạo diễn phim holding. Và tiếp theo xin được chào đón diễn viên điện ảnh, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh. And please welcome actress producer Trương Ngọc Ánh. Gorgeous lady walking on the red carpet of HIFF, ladies and gentlemen, Miss Trương Ngọc Ánh. Xin được giới thiệu đến quý vị Mr. Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Unimedia. Ladies and gentlemen, Mr. Trần Việt Bảo Hoàng, the CEO of Unimedia. Và cùng xuất hiện với anh Trần Việt Bảo Hoàng là Mr. Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc của Nam Á Bành. Xin hãy cùng chào đón quý vị khách quý của chúng ta. Mr. Võ Hoàng Hải, Vice Director of Nam Á Bành. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Anh Trung, thương hiệu Adam Store.
And please welcome Mr. Nguyễn Anh Trung, the representative of Adam Store. Sẽ được giới thiệu diễn viên Huỳnh Thảo, hội điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta. And please welcome actress Huỳnh Thảo. Và sẽ được giới thiệu cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Please welcome director Nhâm Minh Hiền. Ông là thành viên hội đồng giám khảo cho hạng mục phim có đề tài về thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc nhất. Xin được giới thiệu đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh và diễn viên Bảo Ngọc đã cùng xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta. Please welcome director Vũ Thành Vinh and actress Bảo Ngọc. Và cùng xuất hiện ngay lúc này, thưa quý vị, sẽ là đạo diễn Võ Thanh Hòa cùng với nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc. Please welcome director Võ Thanh Hòa and producer Mai Bảo Ngọc. Xin được giới thiệu MC Võ Huỳnh Tấn Tài cùng với các thành viên, các MC của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV. And please MC Trọng Hiền, MC Minh Phương, Võ Huỳnh Tấn Tài and HTV Channel MCs. Và xin được giới thiệu sự xuất hiện của đại diện tòa soạn website Thành ủy sẽ còn xuất hiện. Xin được giới thiệu nhà thiết kế Liên Hương sẽ còn xuất hiện trên thảm đỏ của HIFF của chúng ta. Please welcome designer Liên Hương. And right now, on the red carpet of HIFF, please welcome actor and ambassador of HIFF, actor Lãnh Thanh. Không còn ai trên tao nữa. Yêu đi con, có yêu có mất mát rồi mày không diễn cũng ra.